Trước khi bà xem hàng, sản phẩm có chiều cao là 70 cm, đường kính bụng là 40, đường kính miệng là 20. Sản phẩm với họa tiết là chim hạc vẽ cùng với hoa sen. Đây, như các bạn nhìn đây là cảnh hình ảnh chim hạc đang nhảy múa trên đầm hoa sen rất là đẹp. Đặt chim hạc này. Quay mặt đằng này ra đây. Chim hạc vẽ rất là sắc nét mọi người nhé. Họa tiết trên sản phẩm được vẽ rất là sắc nét này. Hình ảnh chân thật đẹp này. Rất là đẹp đúng không ạ? Mặt bên này hoa sen, đây là hoa sen này. Rất là kỹ nhé. Sản phẩm được vẽ rất là kỹ đây. Mọi người nhìn chim hạc rất là đẹp đúng không, hoa sen này. Cực kỳ là xuất sắc đẹp.